Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu một chiếc xe ô tô nha mọi người. Xin mời mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như là nhé. Ok ạ. Đúng rồi. Nhưng mà đợi lâu. Lâu quá trưởng luôn. Tôi cũng nhàn mà. Mày có sao tôi. Chị sao tuyển khi nào chị tuyển tao bảo nhé. Mì này thơm mà mì tương đen. Sao không thích cái tương này mà con cho hơi mà hơi mệt quá là được. Nó hơi ngọt. Đồng Loan để chuông báo thức kiểu 5 phút nó reo lần hay sao mẹ ạ? Sáng nào điện thoại Đồng Loan cũng phải kêu chắc một đợt. Ừ, tao cứ cảm giác là 5 phút sau nó lại kêu một phát. 5 phút sau nó không hoạt động 10 phút. Chứ không phải là tao để cách 5 phút. Không phải là để tao cách. Mà là cái báo thức đấy. Nếu mà mình không tắt đi ấy, thì 5 phút nữa nó sẽ kêu lại. Tức là tao chỉ cho nó tắt chuông đi thôi, chứ tao không tắt cái báo thức đi. Thì cứ 5 phút nó sẽ kêu lại một lần. 5 phút nó ngủ được một tí. Tao lại thấy nó lại dẻo. Nhưng mà có lúc tao cố tình đặt như thế thật. Nhưng mà có lúc thì không phải là tao đặt như thế mà nó cứ kêu thôi. Kiểu thế á. Buồn cười quá chưa. Quại cả trường thật. Chăm yên cho xin kích tu nhé. Mày cứ lấy sợi mái đi mày. Chăm muộn thằng đứng nơi rồi mẹ. Thôi mưa này muộn học là điều rất là bình thường. Sắp 1 giờ chứ mày. Mới cả tao cảm giác là Đồng An thức muộn vãi chưởng. Hôm qua phải đến mấy giờ Đồng An? Hôm qua tao bị mất ngủ, tao cứ đi ngoài 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 tao không ngủ được. Vậy chắc là chưa về tao ngủ quá nhiều. Mấy giờ mày? 3 giờ. Khiếp thật, 3 giờ rồi mới ngủ đến này. Hôm nào tao cũng thế mà. Quen giấc rồi. Có lúc thì chắc là sớm nhất chắc là 1 giờ, 2 giờ. Có lúc sớm sớm, có lúc mệt quá thì mới ai rồi. Nhưng mà mày chắc mày làm cái gì? Sao mày ngủ lắm lắm chuyện ngược ấy. Nó làm gì. Ê, đâu, nó cứ bấm qua điện thoại chứ nó làm gì. Nó rất tóc rồi mà. Thề không biết làm gì thật. Nhưng mà ngủ không ngủ được. Nó quen giấc rồi ấy. Tao thì... Nhiều khi mà tao chán mà tao không biết làm gì luôn ấy. Nhưng mà tao không ngủ vẫn không ngủ được, tao vẫn phải mở điện thoại ra. Tao thì tao thấy là tao ngủ sớm cũng được mà ngủ muộn cũng được mà nó qua giấc là tao cứ bị trằn trọc. Hoặc là tao ngủ nhiều quá buổi trưa. Tối tao sẽ khó ngủ lắm. Tao trước tao hay đi vệ sinh suốt, xong tao đi uống nước các thứ đó. Rồi tao cũng thế mà. Tao cứ rất là tao đi vệ sinh không. Mưa này nó mưa dai, mưa dầm, mưa dầm. Thế tao cứ tìm thắng các bạn đấy. Đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tô màu tiếp theo nhé. Bye bye. Xong rồi. Ủa gì đấy, được 5 phút rồi á. À. Nhanh vậy.